Thúy Nga khẳng định mới nhất, không bao giờ bỏ cuộc, sẽ lo cho Kim Ngân tới khi ổn định mới thôi. Đó chính là lời thông báo mới nhất của Thúy Nga về hành trình giúp đỡ nữ ca sĩ Kim Ngân, kiều nữ fan bóng một thời ở Bông Sa. Cụ thể, nữ danh hài chia sẻ, có nhiều khán giả xem về tập Thúy Nga cách xa chị Kim Ngân một ngày không gặp thì nói Nga bỏ chị Ngân, nhưng không phải. Nga vẫn lo cho chị, nhưng mà tại vì chị ấy không chịu xài điện thoại nên mình tìm không được, thành ra mất cả ngày luôn. Đến tối mới gặp nên chị ấy mới giận, chứ còn trách nhiệm của Nga bây giờ là phải lo cho chị Kim Ngân đến khi nào ổn định mới thôi, thì Nga mới vui được chứ làm sao Nga bỏ chị giữa chừng như vậy được. Trời ơi, sau khi tập đó phát sóng có nhiều người còn gọi điện nhắn tin cho Nga nói sao mà ác vậy, sao lại bỏ Nga ngược như vậy, người ta chưa hết bệnh mà bỏ đi. Nói như kiểu Nga vô trách nhiệm vậy đó, buồn lắm. Nên hôm nay Thúy Nga khẳng định lại với mọi người thêm một lần nữa, hành trình Nga giúp chị Ngân đã đi đến đâu đâu mà Nga bỏ, phải làm khi nào cho mọi thứ ổn định, thì Nga mới nhẹ nhõm làm việc khác được, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng nha mọi người. Ngày nào Thúy Nga cũng gặp Kim Ngân ít nhất 1-2 tiếng hoặc là nửa ngày thì mới ổn. Chỉ có bữa đó không gặp từ sáng tới tối thì mới đáng sợ. Cả nhà xem nhưng tập phim thì cũng biết là chị Ngân rất dễ giận và cực kỳ tự trọng. Kim Ngân lúc nào cũng dạ thương dễ thương vậy chứ chị ấy là một người rất cá tính. Đi với chị Ngân một thời gian dài, Nga cũng xin khẳng định Kim Ngân không phải bị tâm thần đâu quý vị. Chị Ngân sống một mình quá lâu nên quen kiểu nói chuyện một mình nên thành ra hay nói phong long vậy đó. Nhiều người cũng bị bệnh đó rồi, do đơn độc quá lâu và gặp biến cố tâm lý hay bị sốc nên mới bị vậy. Giống như có người tác động trong đầu và nói chuyện với nhân vật đó. Cũng may cái cảm xúc Nga xa chị Ngân một ngày nên chị ấy mới biết. Nếu như người bị tâm thần thì kể cả có xa thế nào người ta cũng vậy. Nhưng chị Ngân thì khác, chị biết giận hờn, cảm xúc tư duy vẫn còn đầy đủ. Cái phương pháp chữa bệnh quan trọng nhất bây giờ là tình yêu thương, gần gũi chị mỗi ngày. Nên ai mà thương chị Ngân thì bây giờ hãy gần gũi yêu thương chị mỗi ngày. Ban đêm ngồi nói chuyện với chị Ngân thích lắm. Chị ấy tinh tế vô cùng nhưng những khoảnh khắc ban đêm Nga rất ngại quay, tại vì Nga chỉ muốn giữ riêng cho hai chị em thôi. Mình lấy máy quay nhiều quá sợ cảm xúc chị bị phân tâm, lại không bộc lộ hết với Nga. Hôm nay chị Ngân hẹn Nga 4 giờ chiều ở tiệm bánh mì số 1 nhưng Nga tìm một vòng tới 5 giờ mới thấy nữ ca sĩ. Hôm nay Kim Ngân theo lời của Thúy Nga là nhìn mặt hơi xa vắng, nhưng vẫn tỉnh táo. Khi Nguyệt Cát kêu thì Kim Ngân vẫn nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Trên đường đưa nữ ca sĩ về phòng, Thúy Nga nói, bé Yến với Tuấn muốn mời Kim Ngân đi ăn nhân ngày mai giờ đây. Kim Ngân nghe vậy thì chỉ nói thì thầm, khi về tới nhà cũng không vào ngày mà đứng ở ngoài hút thuốc. Bé Yến tiến lại gần hỏi Kim Ngân, má, má Ngân còn giận con hả? Sao đứng cách xa con quá vậy? Con đợi má nãy giờ luôn. Kim Ngân nói, hai con đi chơi đi. Thực ra nữ ca sĩ vẫn nhớ câu chuyện hôm trước. Má Ngân mời hai con chị Huyền đi ăn nhưng hai đứa nhỏ bận đột xuất nên không đi được. Kim Ngân giận tới hôm nay luôn. Công nhận chị dễ giận mà giận rất dai. Thúy Nga chia sẻ. Đúng là có thương thì mới có giận đúng không cả nhà. Kim Ngân dành rất nhiều tình cảm cho hai đứa con chị Huyền, đặc biệt là bé Yến. Ai biểu thất hứa với nữ hoàng giận dỗi nè. Lần trước Thúy Nga cầu cứu chị Huyền và hai đứa con chị khi bị cô bé dỗi hờn Kim Ngân giận ra mặt. Lần này Thúy Nga cứu lại hai đứa nhỏ một bàn thua khi lên kế hoạch làm cho má Ngân vui trở lại. Đó là mua đồ ăn về nhà ăn chung, cả nhà phải ăn chung với Kim Ngân rồi mở karaoke lên hát. Kim Ngân là vậy, có âm nhạc là dễ chịu liền, xóa hết mọi giận hờn. Khán giả theo dõi Kim Ngân qua 55 tập chắc chắn cũng nhận ra, Kim Ngân luôn thoải mái nhất khi chạm đến âm nhạc hay là khi tiếp xúc với người nước ngoài. Trong tâm hồn chịu nhiều tổn thương và mất mát của cựu ca sĩ, thứ duy nhất còn động lại chính là niềm đam mê ca hát. Chính vì vậy mà Thúy Nga cũng từng đã quyết định sẽ đưa Kim Ngân đi hát karaoke để giúp cô sớm tìm lại bản thân từ quá khứ. Tuy nhiên lần đó do dịch bệnh mà tất cả các cửa hàng karaoke đều đóng cửa. Cuối cùng Thúy Nga đã chơi lớn, đưa Kim Ngân đến phòng thu để thu âm một ca khúc mới. Nhìn cảnh ca sĩ Kim Ngân lần đầu quay lại phòng thu sau nhiều năm mà thương lắm các mẹ ạ. Nhìn thấy micro là cô nôn nóng muốn được hát như trẻ con đòi quà ấy. Theo những gì Thúy Nga chia sẻ,
vừa vào đến phòng thu là ca sĩ Kim Ngân vui vẻ lạ thường. Cô nôn nóng đến mức không chờ đợi lâu mà yêu cầu được hát ngay lập tức. Đáng lẽ giờ này Kim Ngân đi ngủ đấy, nhưng Kim Ngân háo hức được đi thu âm quá nên muốn tới phòng thu ngay, không buồn ngủ nữa. Kim Ngân đòi thu một bài xem thế nào rồi thu tiếp bài nữa, sung lắm. Tôi không nghĩ Kim Ngân lại háo hức, sung sức đến thế. Thêm một điều kỳ lạ nữa là dù bình thường có lúc nhớ nhớ quên quên, nhưng cầm mic hát là Kim Ngân nhớ vanh vách lời của rất nhiều bài hát. Khi được hỏi muốn thu âm ca khúc nào, sau một hồi suy nghĩ, nữ ca sĩ đã chọn hát bài Mộng Ban Đầu, một ca khúc từng được danh ca Họa Mi thể hiện. Tuy đây là lần đầu Kim Ngân quay lại phòng thu nhưng không đợi ai nhắc nhở, cô tự động bước vào phòng kính và hát rất thuần thục. Biểu hiện của cô khiến Thúy Nga hiểu rằng chưa giây phút nào trong đời ca sĩ Kim Ngân quên đi quá khứ một thời hào quang của mình. Hay những khi nghe nhạc, Kim Ngân thường kể về những đồng nghiệp cùng thời, nhớ tên mọi người. Ca khúc nào Kim Ngân chọn nghe cũng rất là hay, còn nhớ cả tác giả sáng tác. Cả nhà nếu chưa chứng kiến, chắc không nghĩ rằng bây giờ Kim Ngân vẫn có thể nhún nhảy theo nhạc đúng không? Nếu ai chưa tin hoặc chưa nhìn thấy Kim Ngân lắc lư theo nhạc, xin mời xem tập. Khi chạm đến âm nhạc, ca sĩ Kim Ngân nhận thức được mọi thứ tập 31 trên kênh của Thúy Nga Channel. Đó là khoảnh khắc xúc động nhất khi Kim Ngân như trở lại con người tuyệt vời ngày trước. Kim Ngân được Thúy Nga đưa đi hát karaoke, đó cũng chính là những khoảnh khắc ca sĩ Kim Ngân như được sống lại với chính mình thuở chưa bị sang chấn tâm lý. Kim Ngân nhận thức được mọi thứ, thậm chí còn đắm chìm trong âm nhạc như những ngày xưa. Đúng là tài năng và tình yêu âm nhạc vẫn luôn hiện diện trong con người nữ ca sĩ, dù cho bây giờ người đời gọi cô là kẻ điên, dù cho cô không còn được minh mẫn như trước. Nhưng khi nghe Kim Ngân cất giọng lên, Thúy Nga và cả thảy những người nghe được đều không khỏi xúc động. Thúy Nga chia sẻ, khi chạm đến âm nhạc, ca sĩ Kim Ngân nhận thức được mọi thứ. Bữa hôm Thúy Nga đưa chị Kim Ngân đi vào phòng thu âm, nhưng vì đầu thu nên là chị vào hát có mấy câu xong tự động chị nói chị hát xong rồi nên là cuối cùng không có bài hát. Hôm sau Thúy Nga lại rủ chị đi hát karaoke, vào phòng hát thì chị rất thích thú và bất ngờ chị nhớ hết các bài hát của mình. Chị hát theo cảm xúc mà thấy chị cảm nhận được hết những cái kỷ niệm ngày xưa, Thúy Nga rất xúc động. Nên bây giờ dù tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn cô bé giỏi hơn của Thúy Nga và gia đình chị Huyền sẽ không tránh khỏi những lần giận hờn hoặc không được vui, thì liều thuốc hiệu quả nhất vẫn là âm nhạc và tình yêu thương. Hai đứa con của chị Huyền sẽ dỗ dành mẹ Kim Ngân như thế nào thì mời khán giả đón xem trên kênh chính thức của Thúy Nga Channel vào tập 56. Thúy Nga chỉ có kênh duy nhất đăng về Kim Ngân trên kênh Thúy Nga Channel, còn Góc Nhìn Showbiz là kênh tổng hợp nội dung và mang lại những thông tin bên lề, không có ý giả mạo hay đăng tin sai sự thật. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Cầu chúc cho Thúy Nga thành công trên con đường giúp Kim Ngân.